Này các thiên tử hoặc chân như của năm loại mắt hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác cũng không cùng tận. Này các thiên tử hoặc chân như của sáu phép thần thông hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như, không hai, không khác cũng không cùng tận. Này các thiên tử hoặc chân như của pháp môn Tam ma địa hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận. Này các thiên tử hoặc chân như của pháp môn đà la ni, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận. Này các thiên tử hoặc chân như của mười được Phật hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận này các thiên tử hoặc chân như của quả dự lưu hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận hoặc chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận này các thiên tử hoặc chân như của quả vị độc giác hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận. Này các thiên tử hoặc chân như của trí nhất thiết hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận, hoặc chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận. Này các thiên tử hoặc chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác cũng không cùng tận